sự việc liên quan đến chu ngọc quang vinh không chỉ làm dấy lên những tranh luận về lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ mà còn mở ra một cuộc thảo luận sâu sắc hơn về chính sách trao học bổng du học úc của chương trình đường lên đỉnh olympia trong suốt hơn hai thập kỷ qua chương trình đã trao tặng những suất học bổng giá trị cho các quán quân tạo điều kiện cho họ tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến tại úc tuy nhiên thực tế cho thấy phần lớn các nhà vô địch sau khi hoàn thành chương trình học tập đã lựa chọn ở lại định cư và làm việc tại nước sở tại thay vì trở về đóng góp cho quê hương việt nam theo thống kê không chính thức, có đến 17 trong số 19 quán quân Olympia đã chọn ở lại Úc sau khi tốt nghiệp. Chỉ có một số ít trở về nước và tham gia vào các hoạt động xây dựng, phát triển đất nước. Điều này đã dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi về tính hiệu quả và mục đích thực sự của việc trao học bổng du học nước ngoài khi mà nguồn nhân lực chất lượng cao sau đó không trở về phục vụ cho đất nước. Những ý kiến phê phán cho rằng việc trao học bổng du học Úc đã vô tình tạo ra hiện tượng chảy máu chất xám. Khi những tài năng trẻ của Việt Nam sau khi được đào tạo bài bản lại lựa chọn cống hiến cho một quốc gia khác. Họ cho rằng số tiền đầu tư cho mỗi suất học bổng này có thể được sử dụng để hỗ trợ nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khác trong nước, giúp họ thực hiện ước mơ học tập và đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, cũng có nhiều quan điểm khác cho rằng việc các quán quân Olympia ở lại nước ngoài làm việc không hẳn là một sự mất mát hoàn toàn đối với Việt Nam. Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, Việc sinh sống và làm việc tại nước ngoài có thể mang lại nhiều lợi ích gián tiếp cho quê hương. Nhiều người trong số họ đã và đang đóng góp cho Việt Nam theo những cách khác nhau, chẳng hạn như chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư hoặc hỗ trợ cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Hơn nữa, quyết định ở lại hay trở về còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cá nhân, bao gồm cơ hội nghề nghiệp, môi trường sống và nguyện vọng cá nhân. Một số quán quân đã lập gia đình và ổn định cuộc sống tại Úc, nhưng vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với quê hương, tham gia vào các dự án hợp tác quốc tế hoặc hỗ trợ các hoạt động từ thiện tại Việt Nam. Nếu so sánh với những quán quân và á quân khác của đường lên đỉnh Olympia, chúng ta sẽ thấy có những người đã lựa chọn ở lại nước ngoài để tiếp tục công việc, nhưng họ vẫn luôn giữ lòng hướng về quê hương và sẵn sàng đóng góp cho đất nước theo cách riêng của mình. Điển hình là những cái tên như Lương Phương Thảo, quán quân Olympia năm thứ ba, đã trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học tập tại Úc và hiện đang làm việc cho một công ty quảng cáo tại thành phố. Hồ Chí Minh hay Lê Viết Hà quán quân Olympia năm thứ bảy, đã trở về Việt Nam và đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng, hiện là giám đốc điều hành tại chuỗi nhà hàng nổi tiếng Pizza 4 PS. Sự trở về của họ không chỉ đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế mà còn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác về tinh thần cống hiến và xây dựng quê hương. Dù có những quan điểm khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng cần có những chính sách và cơ chế hỗ trợ hiệu quả hơn để khuyến khích các tài năng trẻ trở về và cống hiến cho đất nước. Điều này có thể bao gồm việc tạo ra môi trường làm việc thuận lợi, cơ hội phát triển nghề nghiệp và các chính sách đãi ngộ hấp dẫn. Bên cạnh đó, việc định hướng và hỗ trợ từ trước khi các bạn trẻ lên đường du học cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ý thức trách nhiệm và lòng yêu nước. Ngoài ra, có ý kiến đề xuất rằng thay vì tập trung vào việc trao học bổng du học nước ngoài, chương trình có thể xem xét việc hỗ trợ học bổng trong nước hoặc hợp tác với các trường đại học danh tiếng trong nước để đào tạo và phát triển nhân tài. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ chảy máu chất xám mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc kết nối tri thức và kinh nghiệm từ nhiều quốc gia khác nhau là vô cùng quan trọng. Thay vì xem việc các quán quân Olympia ở lại nước ngoài là một sự mất mát, chúng ta có thể nhìn nhận theo hướng tích cực hơn. Coi đó là cơ hội để xây dựng mạng lưới kết nối toàn cầu, nơi mà các tài năng Việt Nam có thể đóng góp và hỗ trợ quê hương từ xa. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Việc tạo ra các diễn đàn Dự án hợp tác và cơ hội giao lưu sẽ giúp khai thác tối đa tiềm năng và sự đóng góp của những người Việt Nam tài năng trên khắp thế giới. Lời kết. Sự việc liên quan đến Chu Ngọc Quang Vinh và những tranh cãi xung quanh chính sách học bổng của Đường lên đỉnh Olympia đã mở ra nhiều suy ngẫm về cách thức phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài cho đất nước. Điều quan trọng là cần có cái nhìn toàn diện và khách quan, đồng thời xây dựng những chính sách phù hợp để khuyến khích và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát triển và cống hiến cho quê hương lòng yêu nước và trách nhiệm công dân không chỉ được thể hiện qua lời nói mà còn qua hành động cụ thể mỗi người trẻ cần nhận thức rõ vai trò của mình trong việc xây dựng và phát triển đất nước dù ở trong hay ngoài nước chỉ khi đó chúng ta mới có thể đảm bảo một tương lai tươi sáng và thịnh vượng cho việt nam